thật sự Phước vẫn còn. Bởi vì Phước là người sống kiểu nội tâm á, nên nó rất là nặng tình. Nhưng mà thì... như vậy sẽ rất là khó chịu đúng không? Dạ. Bởi vì mình còn tình cảm với người ta mà mình lại phải đi chia sẻ cái chuyện tình cảm của họ với người khác. Mình vẫn cố để chia sẻ với bọn với lại bạn kia, thì cái lúc đó bạn kia cũng có nhắc tới chuyện đó, thì có hỏi mình là ở bây giờ đang chia sẻ như thế này thì mình có ngại không, mình có chút cái gì vương vấn vì với họ không á. Có nghĩa là mình là bạn với cái bạn người yêu đó đã kiểu như chia tay, là không gặp nhau, không liên lạc nhau một khoảng thời gian, sau dạ. đó mới quay lại là liên lạc làm bạn với nhau thôi. Đó, ngày hôm đó thì tự nhiên bạn đó lại liên lạc, chứ không phải là sau khi chia tay là làm bạn luôn đúng không? Mình phải mất một khoảng thời gian để cái tình cảm đó phai nhòa bớt đi đã, thì lúc đó mình mới có thể làm bạn được. Dù gì họ cũng là người mình đã từng quen, mình tôn trọng họ, mình sẵn sàng gặp họ. Đàn ông quá ha. Nhưng mà nó cũng theo cái khía cạnh là mình chưa có người yêu. Chứ thật sự nếu mà có người yêu thì cái lúc đó mình sẽ phân vân đó. Mình nói thật mình sẽ phân vân, bởi vì một bên người yêu, một bên là người cũ, thì nó sẽ khó, rất khó cho người yêu mới mình có thể hiểu được. Sẵn đây cho tôi hỏi luôn câu này. Tại vì nếu như vậy thì ví dụ như giờ bạn có người yêu mới đi, thì nếu như bạn với bạn kia vẫn còn là bạn, thì ví dụ có người yêu mới mà người yêu mới của bạn không đồng ý cái mối quan hệ đó, thì bạn có cắt đứt cái mối quan hệ đó không? Mình không cắt, nhưng mà mình sẽ giữ khoảng cách đó thôi, chứ mình không liên lạc, bởi vì... Tại vì rất là dễ hiểu lầm, đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ chia sẻ thì Giai vẫn thấy là lập trường nó bị lập lửng. Ừ. Vậy rốt cuộc là bạn chọn sau chia tay là làm bạn hay là không? Ừ, mình nghĩ là có thể làm bạn được. Nếu mà làm bạn thì dứt khoát mình sẽ giữ vững lập trường, mình sẽ làm bạn cho dù người yêu mới của mình có nói gì, mình vẫn làm bạn. Người yêu mới mà có ghen thì bạn có bảo vệ. Vì trước nếu mà sau này mình có quen người yêu mới, tại vì rất nhiều trường hợp thì mình cũng sẽ kể cho họ nghe về lúc đó mình đã quen bạn đó bạn đó. Không, ngày xưa em cũng suy nghĩ vậy nha, nhưng mà em thấy cái tâm lý của người phức tạp lắm. Thì đặc biệt là một mối quan hệ với người yêu với mình thì người ta sẽ thường tò mò về người yêu cũ. Nhưng mà nếu mà để mà nói á, thì em nghĩ vẫn phải giữ khoảng cách với người yêu cũ. Đúng rồi, chị nghĩ thế. Đây em chia sẻ câu chuyện thực tế của em luôn. Là em nghĩ là thực tế chia tay xong làm bạn là bình thường, nhưng mà thực tế nó không bình thường với mối quan hệ người yêu mới của em. Và em thấy ai cũng vậy chứ không phải riêng cá nhân ai. Có nghĩa là người ta cảm thấy là hoài nghi và người ta không cảm thấy không tin tưởng mình, và người ta luôn có một cái sự dè chừng, và mình cảm thấy rất là mệt mỏi với mối quan hệ đó. Và ngay cả cái bạn người yêu cũ của em với mối quan hệ kia cũng vậy, bạn nữ kia. Quá nghe mọi người đồn lắm, các bạn hôm nay là tên Linh Miu nên em cũng gõ Google tìm hiểu. Miu chứ mày Linh Miu. Bỏ chơi em, đã là Linh Miu này không có ê. Miu ơi, lần đầu tiên thì em tới đây là em có biết cái chương trình này như thế nào chưa? Thực ra là em cũng nghe chương trình rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có tham gia bao giờ, đây là lần đầu tiên cho nên là em cũng chưa có hiểu lắm. Thì mọi người có thể chia sẻ cho em chút kinh nghiệm nữa không? Trước khi mà nói về cái thể lệ của cuộc chơi này thì chị xin thông báo với em là ba đứa ở đây rất là lầy, cho nên em phải tự tin mạnh dạn lên. Như mấy cái bài già đâu em, mình em mà đâu, mình không ăn mặc tập này chưa có ai mà quá tôi. Thì bây giờ mình sẽ làm việc đầu tiên là mình sẽ giải mã chàng trai. Thì hôm nay tập này thì chương trình sẽ cho mình 4 cái bức tranh về 4 chàng trai. Thì đây chị thích là chị chọn đấy. Ê, cái này của em. Thì bây giờ chúng ta cũng là chị em đấy rồi. Mình đoán xem là chàng trai hôm nay thì sẽ là ai trong 4 cái bức hình này. Em nhìn chàng trai này quen lắm nè. Bạn này là hot của em nè đó. Bạn này là ở trên TikTok của em xong mình. Mấy mấy cái mà diễn mà tình huống nè. Có khi nào bữa nay gặp bạn đâu đâu có quen không? Hot TikTok. Diễn viên hoặc là ca sĩ. Ôi, nó đẹp trai quá. Đẹp trai quá à. Đẹp trai quá à. Như tài tử vậy đó. Bạn là thợ xăm. Bạn này chắc là thợ xăm. Cái đứa tay có thợ xăm. Hoặc là dreamer. Ơi trời ơi, cũng được thợ xăm rồi. Vô xăm cho mình nhát như người. Thích bạn này. Thích cái kiểu như này.
nhưng mà chắc không phải là bạn này đâu. Em nghĩ là một trong hai người này thôi. Chị thì chị thích bạn này nhưng mà đem lòng yêu bạn kia. Được chọn hai bạn không? Em cũng là hy vọng là cái anh đó. Hay thôi, nhưng mà em nghĩ là hiện thực chắc là anh này, này đó. Chương trình sẽ cải cách. Bởi vì là em biết đó. Bạn này thì hôm nọ có duyên với em cái vụ ghép đôi thần tốc. Về thì em cũng có nói chuyện với bạn ấy nhưng mà bởi vì là hai người còn khá là bận cho nên là cũng đợt này cũng bớt nói chuyện lại rồi. Thì em nghĩ là có thể là không, nhiều khi cái tính chất ái tình nó chưa đủ dứt nên cái duyên còn nói tới chương trình này nó cũng có lý mọi người. Mà hôm nọ ghép đôi thần tốc xong về nhà em mới nhớ ra là có lần đi quay với bạn này rồi. Có lần đi quay bạn này rồi. Cho nhưng mà không hỏi gì anh, cái bạn này ngoài đẹp trai. Bạn anh ở ngoài trông như nào em? Em chỉ cần biết vậy thôi. Thôi nói ra bạn ấy xem chương trình bạn lại chửi cho. Đây chửi cho. Chửi không, nhưng mà ngoài cũng đẹp. Chưa chắc là phải bạn này không mà. Ngoài cũng chưa đẹp. Chắc mà. Cũng đẹp như ơi. Ngoài cũng đẹp. Cũng được. Nhưng đấy, có nghĩa là bởi vì hôm mà đi quay thì mặc mấy kiểu quần áo nó không được đẹp cho nên là kiểu như là nhìn lúc đấy bạn ấy không đẹp như này. Rồi quá chương trình thông báo mới nên làm ơn chăm chút mọi người hình. Không, ý là quay phim vào vai như thế. Người đẹp gì lộ, phụ nữ đẹp đàn ông phải lộ đẹp mới đẹp được nha. Còn bạn này thì đang hot TikTok thì có thể là bạn này có cái giọng nói đặc biệt lắm nè. Có thể là bạn này chắc là bạn này hôm nay rồi đó sẽ tham gia. Bạn này giữ trong tin em về tìm thông tin cả chương trình. Không, không thích bạn này đâu. Bên chương trình hay mời mấy cái bạn mà TikTok dám này bạn gặp bạn này lắm cũng được. Rủ bọn này quay cái TikTok cho mình có follow. Đúng rồi, mời bạn đi xong bọn mình quay TikTok luôn. Bọn mình có follow luôn, bọn mình hot TikTok luôn. Anh này anh lỡ rớt mà tim xa rồi. Hoặc ngược lại xí mọi người tập nào thấy ba cũng một là ba chạy lên ôm chai của người ta, hai là của người ta luôn kìa, ba là ba đã dứt giờ tim cha rồi tìm tém để bớt. Bây giờ mọi người biểu quyết xem là ai nào chị cũng ăn hết. Hôm nay là chỉ được một anh thôi, bốn người thì sẽ ai được có một anh thì em lại bỏ hai người kia còn hai người này. Video là biết người nào nè mọi người ơi. Mình thắng là mình được thưởng đó. Bây giờ thắng thì được em thưởng mà thua bị mặt mất rồi. Chị đâu chứ chọn từ đầu mà. Trời ơi đi chú gặp trai mà chị em cùng chọn. Bây giờ chú gặp trai mà nhung quá. Nhưng mà nếu mà được người này thì tốt. Rồi quán này giống nhà em. Rồi em mời mọi người vô nha. Quán nhà. Ok. Vậy là mình được tung lên ở đây đúng không? Quán này của ông sẽ được chọn để ông đây nhanh văn người bộ em bộ lên lên cho rồi mời vô nhà không cần khách sáo nha nhà em rồi có mật thư luôn nè giải luôn nôn gặp trai quá rồi. Giờ thi cái tập này đọc đi em anh. Các cô gái lần lượt xuất hiện và bước vào nhà hàng. Trên bàn sẽ thấy bốn bịch mắt. Các cô gái lần lượt có quyền sờ, chạm, làm gì đó làm. Và sau đó phải đoán chàng trai đó là ai. Nếu đoán đúng thì chàng trai sẽ gỡ mặt nạ và hành hạ ôi xin phải. Và dành một phần thưởng đặc biệt cho cô gái chiến thắng. Phải nhìn vô kính mới thấy đường bịch mắt chứ. Rồi nha. Mọi người đằng sau quay nha. Và tôi né trước à, tôi không có thích trai cho vô chưa con dê, vô chưa? Tựa giấy đâu? Đang thừa dê nè. Bên đó có một con dê khác đang chờ đúng không? Đây có một con dê đang chờ đây nè. Dạ, chào tất cả mọi người ạ. Rồi, tôi đâu? Rồi. Tôi đã đúng rồi nhưng mà tôi nhường phần thưởng với các bạn đó. Bởi vì đi lên tiếng trước. Rồi đi lên nữa. Lên sờ trước xem sao, xem đúng không? Ai sờ lắm mốt gì để làm đi. À, không chừng Nam Anh nó đánh lạc hướng đó chị sờ đi, chị sờ đi. Chị sờ trước tay này. Tôi là tôi chịu phạt, tôi đồng ý tôi chịu phạt cho. Rồi anh này tóc ngắn nè. Tôi là tóc ngắn. Nhưng mà anh này tóc hai bên rất ngắn. Anh được hết hả? Anh được hết. Có khi mình làm mới cắt tóc không? Anh này bắp tay to luôn nè. Để tôi dỡ mặt hả? Tôi coi coi. Sao mặt đó? Xa đây.
Được rồi chị, có 15 giây à, chị lâu quá rồi đó. Anh TikTok ơi, sợ nhớ mấy cái TikTok đó. Xong rồi hả? Em nha. Ôi mặc áo tay dài rồi sao rồi? Sao anh TikTok. Ai nói gì nói chứ gì đó, để ý lời của em nha. Hồi anh nhớ anh quay vài cái TikTok rồi, anh được kết nè. TikTok kiếm tiền nha anh TikTok. Mặc bầu bầu. Rồi rồi. Hết rồi, được rồi, mặc đồ kính quá à. Em quan tâm tới mấy người kia, quan tâm tới cái lời nói của em thôi nha anh TikTok. Nhớ quay TikTok. Cầm một em á. Có TikTok, có tiền. Rồi giờ xong chưa? Sao giờ lâu? Giờ lâu quá. Mọi người sợ lâu thế. Đâu mà lâu quá. TikTok, từ từ, sờ lại tay. Học nghĩ là cái bạn TikTok rồi. Khỏi gần đó. Bạn TikTok. Anh TikTok rồi. Đấy. Trời, cảm ơn người. Mọi người đã đoán đúng hết đúng không? Nhưng mà thích được phạt. Xin tự giới thiệu, mình tên là Đinh Bảo Phước. Nghệ danh của mình là Calix Đinh. Và hiện tại mình đang là diễn viên TikTok. Đến với chương trình hôm nay thì mọi người đã đoán đúng hết. Thì mình cũng xin có một phần thưởng gửi đến tất cả mọi người, đó là mọi người sẽ cùng mình quay một clip với một đoạn nhạc thật là TikTok. Dạ, một đoạn nhạc vui nhộn, một đoạn nhạc dễ thương để có thể đăng lên clip TikTok của mọi người được không ạ? Ok ạ. Chơi luôn, chơi luôn. Mình sẽ quay một đoạn nhạc cùng nhau luôn. Tất cả mọi người luôn được không? Ok. Ok. Rồi nè, gật thôi nha. Ba. Khớp rồi đó. Đó, được không ạ? Ok thôi. Ok. Ok rồi. Vâng, và Phước cũng rất vui vì đã được tham gia chương trình và được giao lưu cùng với mọi người ạ. Và sau đây Phước cũng xin mời mọi người đến bàn ăn để có thể trò chuyện và bàn về chủ đề ngày hôm nay. Mọi người đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Ok. Trước khi vào chủ đề chính thì mình sẽ dành ít phút để giao lưu với nhau. Thì mọi người nhìn mình có biết đoán được cái số tuổi thật của mình không? Đoán tuổi đó kìa. Chắc sinh năm 93 quá. 93 hả? 93 là bằng Linh Miêu. Không, chắc kém hơn á. Kém hơn á? Kém hơn á? À không, em 90. 90 là bằng chị. 90 không anh? 90 à? À, vậy thì trong này có lẽ như là mình là người nhỏ tuổi nhất. Bởi vì mặt ngộ hình của mình thì hơi lớn tuổi hơn một xíu, nhưng mà thật sự tuổi mình là 97. 97? Wow. 97. Bây giờ kiểu thế hệ mới uống sữa voi cho nên là cao lớn hơn mình. Uống trời trâu luôn. Có lẽ vậy. Hồi nãy trên xe mình là người đớn ra bạn. Tại vì dạo này cái TikTok hot quá mà ai cũng phải công nhận. Và hôm nay chương trình cũng mời TikToker lại đây nhiều quá trời. Yeah. Mà nghệ sĩ tụi em làm sao mà thoát khỏi cái cám dỗ của TikTok được. Ok, thì bây giờ mình cũng xin mời mọi người có thể dùng bữa. Nhà dạ. Của em mọi người tự nhiên. Mời mọi người. Chị ăn cái gì em gấp gì? Sao thấy thường diễn viên dạng dĩ lắm mà bữa nay thấy Phước có vẻ hơi rụt rè phải không mọi người? Dạ. Có lý do gì không mà anh đang ngại ngùng mà nói rất nhiều lần quá vậy? Thì nói thật thì đây là lần đầu tiên mà Phước đã tham gia một chương trình thực tế như thế này. Mà nhiều khi thấy tụi mình giả mang quá nên là sợ. Chứ thật ra TikTok quay cũng ngại chứ anh, tụi em quay cũng ngại chứ bộ. Em thấy cái TikTok mọi người cũng nghịch ngợm mà. Đúng rồi, khi mà lên TikTok thì nó sẽ có mình là một con người khác. Nhưng mà bên ngoài thì thật sự mình là một con người khá là điềm đạm, khá là ít nói. Mà nói thật mình là một người sống theo hướng nội tâm nên mọi người nhìn vào á thì có thể nghĩ mình chảnh hay này nọ, nhưng mà thật sự đó là con người của mình rồi. Không thể làm mình chảnh thật hả? Không chảnh thật, chỉ là con người mình nó điềm đạm đó. Không có sai sao hiểu nha, tại vì cũng có nhiều người nói sao là chảnh này kia đó. Chứ thiệt sao sống nội tâm không bạn chứ gì dạ. Quay lại với lại chủ đề chính của chương trình thì ngày hôm nay Phước sẽ
gửi đến cho mọi người hai cái hashtag và sau đó mọi người thử đoán thử chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chủ đề gì nha. Ok, cái hashtag thứ nhất là tàn. Em bỏ hút thuốc chưa? Câu này của trong Bích Phương. Em yêu Bích Phương. Người mà anh yêu, ôi người mà em yêu em còn chia tay được. Chưa quên được. Chưa quên được hả? Đâu, người mà em yêu em còn chia tay được. Đó, người mà cho em yêu em còn chưa quên được. Ông ơi, chia tay được. Chia tay rồi. Chia tay à? Em yêu em còn chia tay được. Cho anh chúc lại là gì? Thì chẳng qua em đang chưa thích thôi, anh quan tâm làm gì? Đó. Ôi em tôi xin lỗi. Có nghĩa là thuốc lá không? Còn nhiều. Vậy là có yếu tố rất là hút nhiều. Hút nhiều dữ lắm luôn. Không phải, ý người ta muốn nói là thuốc lá còn bỏ được chứ người yêu nhằm nhò gì đó. Nhưng mà chị nghĩ là người yêu cũ cũng hút nhiều dữ lắm. Vẫn là chủ đề á, nói về người yêu cũ. Rồi, có nghĩa là bức xúc lắm nên đây là hát đá luôn. Không có, hoặc là bây giờ hút thuốc là khỏi quen nha, bây giờ bỏ hút thuốc đi quen. Thuốc lá nó có hại cho sức khỏe. Hại sức khỏe. Thuốc lá có hại sức khỏe. Có hại sức khỏe đúng không? Ừ. Ok, và tới cái hashtag tiếp theo mình muốn gửi tới mọi người đó là Tân. Chia tay Văn Minh. Chia tay Văn Minh ở đây có nghĩa là sẽ không nói xấu người kia, rồi không đưa lên mạng xã hội, không dựng chuyện. Nhưng mà lâu lâu cũng quan tâm hỏi thăm em bỏ chưa. Đúng rồi, hỏi thăm. Hoặc là đây nè, các là vẫn còn tình cảm, thỉnh thoảng hoài niệm về cái người yêu cũ. Hoặc là bây giờ là tại vì thuốc lá chưa bỏ được nên phải nghiện thuốc lá hơn nghiện em. Đó, đỡ tổn thương đối phương. Năm anh ơi em về. Có với hai hashtag này thì mọi người thử đoán xem cái chủ đề của chương trình mình là chia gì? Chia tay người yêu cũ. Đó là người yêu cũ. Nói về người yêu cũ và cái cách chia tay sao cho văn minh nhất khi mà mình kết thúc một cuộc tình. Em nghĩ là kiểu như hoài niệm về người yêu cũ, ý là những cái câu chuyện về người yêu cũ thôi. Hoài niệm. Chắc là sao phải bám sát vô hai cái này quá. Mình không có lan man gì, mình nói đại luôn đi. Là khi người yêu cũ hút thuốc nhiều, làm cách nào để chia tay Văn Minh? Em rất là bám sát. Hoặc là không mơ nổi, hút thuốc nhiều quá không mơ nổi mà làm cách nào để chia tay Văn Minh bây giờ. Hoặc là người yêu hút thuốc còn sao nên chia tay không? Em nghĩ là như thế nào được xem là chia tay Văn Minh? Rồi còn về đằng trước thì sao? Thôi cái lòng vòng có thôi tôi anh câu bình luận của em giờ quan tâm đáp án đi. Ok bây giờ mình sẽ mình xin tiết lộ đáp án. Chủ đề của chương trình hôm nay chính là làm bạn với người yêu cũ. Mình vẫn đúng người yêu cũ. À cái này là người yêu cũ. Lệch lệch đi. Chia tay Văn Minh là làm bạn. Hai cái chập vô là làm bạn với người yêu cũ. Cái hashtag này tôi thích nè. Có khá là nhiều chủ đề để mình bàn luận đúng không? Thì mọi người nghĩ như thế nào về cái chủ đề ngày hôm nay? Em nghĩ thì cái chủ đề này là một cái chủ đề mà khá là nóng trong cái chuyện mà yêu đương. Tại vì hầu như mình sẽ gặp rất là phổ thông. Tại vì đôi khi nhiều người sẽ nghĩ cái chuyện làm bạn với người yêu cũ là không thể. Hoặc là người yêu mới sẽ cảm thấy rất là ghen. Tại sao có người yêu rồi mà vẫn làm quen làm bạn với người yêu cũ? Thì theo Sa là cái việc làm bạn với người yêu cũ á, bây giờ hầu như giới trẻ tụi mình sống ở thời đại này ai cũng muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà không phải ai cũng làm được. Nó khó lắm khi mà mình hiểu được là mình chia tay rồi mình cũng phải văn minh. Mình có thể làm bạn với nhau không cần mà phải hận thù nhau chia ghét bỏ nhau chia. Nhưng mà tới hồi đối diện với thực tế thì hai người lại khó làm bạn được. Lý do tại sao đúng không? Thì một phần á, nếu như mà Sa nghĩ á, nếu một trong hai người vẫn còn yêu đối phương, Sa nghĩ rất khó làm bạn. Nếu như mà làm bạn á, mình đi chơi chung, mình gặp cái người yêu cũ của mình mà có bồ mới mà mình còn thương người ta rất là khó chịu. Mình sẽ không thể đóng vai một người bạn được, đúng không? Thì ở đây Sa nên tự hỏi là nếu mà Phước chia tay với người yêu rồi, Phước vẫn làm bạn thì hai người có còn người nào mà còn thương cái đối phương không? Không phải nếu nữa mà thật sự mình là một người nói thẳng thì cái lúc nào mà đã hết thương nhau, một trong hai đã hết thương nhau thì bắt buộc phải dừng lại chứ không nên níu kéo. Có tình cảm giống như một sợi dây mà một người kéo một người buông đâu được đâu, đúng không? Thì khi mà một người đã hết rồi thì người kia cho dù có vẫn còn tình cảm thì
bắt buộc mình cũng phải từ bỏ. Bởi vì mình giữ những cái thứ mà không thuộc về mình nó cũng không tốt tốt. Đây là câu chuyện thật của mình. Bởi vì trước đây mình cũng như vậy. Hồi lúc đó bạn kia sau khi kết thúc với mình, một thời gian sau cũng đã có người mới. Hai người cũng đã có cái mâu thuẫn với nhau. Thì cái bữa hôm đó không hiểu sao bạn đó lại liên lạc với mình, hẹn gặp mình. Mình lúc đó thì không suy nghĩ gì cả, bởi vì cả hai đã kết thúc rồi. Thì nhưng mà Phước có còn tình cảm với người ta không? Khi mà mới kết thúc xong thì thật sự Phước vẫn còn. Bởi vì Phước là người sống kiểu nội tâm á, nên nó rất là nặng tình. Nhưng mà thì... như vậy sẽ rất là khó chịu đúng không? Dạ. Bởi vì mình còn tình cảm với người ta mà mình lại phải đi chia sẻ cái chuyện tình cảm của họ với người khác. Mình vẫn cố để chia sẻ với bọn với lại bạn kia. Thì cái lúc đó bạn kia cũng có nhắc tới chuyện đó, thì có hỏi mình là ở bây giờ đang chia sẻ như thế này thì mình có ngại không, mình có tình có chút cái gì vương vấn vì với họ không á. Có nghĩa là mình là bạn với cái bạn người yêu đó đã kiểu như chia tay, là không gặp nhau, không liên lạc nhau một khoảng thời gian, sau đó mới quay lại là liên lạc làm bạn với nhau thôi. Ngày hôm đó thì tự dưng bạn đó lại liên lạc, chứ không phải là sau khi chia tay là làm bạn luôn đúng không? Mình phải mất một khoảng thời gian để cái tình cảm đó phai nhòa bớt đi đã, thì lúc đó mình mới có thể làm bạn được. Dù gì họ cũng là người mình đã từng quen, mình tôn trọng họ, mình sẵn sàng gặp họ. Đàn ông quá ha. Nhưng mà nó cũng theo cái khía cạnh là mình chưa có người yêu. Chứ thật sự nếu mà có người yêu thì cái lúc đó mình sẽ phân vân đó. Mình nói thật mình sẽ phân vân, bởi vì một bên người yêu, một bên là người cũ, thì nó sẽ khó, rất khó cho người yêu mới mình có thể hiểu được. Sẵn đây cho tôi hỏi luôn câu này. Tại vì nếu như vậy thì ví dụ như giờ bạn có người yêu mới đi, thì nếu như bạn với bạn kia vẫn còn là bạn, thì ví dụ có người yêu mới mà người yêu mới của bạn không đồng ý cái mối quan hệ đó, thì bạn có cắt đứt cái mối quan hệ đó không? Mình không cắt, nhưng mà mình sẽ giữ khoảng cách đó thôi, chứ mình không liên lạc, bởi vì... Tại vì rất là dễ hiểu lầm, đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ chia sẻ thì Giai vẫn thấy là lập trường nó bị lập lửng. Vậy rốt cuộc là bạn chọn sau chia tay là làm bạn hay là không? Mình nghĩ là có thể làm bạn được. Nếu mà làm bạn thì dứt khoát mình sẽ giữ vững lập trường, mình sẽ làm bạn cho dù người yêu mới của mình có nói gì mình vẫn làm bạn. Người yêu mới mà có ghen thì bạn có bảo vệ. Bởi vì trước nếu mà sau này mình có quen người yêu mới tại vì rất nhiều trường hợp thì mình cũng sẽ kể cho họ nghe về lúc đó mình đã quen bạn đó Không, ngày xưa em cũng suy nghĩ vậy nha. Nhưng mà em thấy cái tâm lý của người phức tạp lắm. Thì đặc biệt là một mối quan hệ với người yêu với mình thì người ta sẽ thường tò mò về người yêu cũ. Nhưng mà nếu mà để mà nói á thì em nghĩ vẫn phải giữ khoảng cách với người yêu cũ. Đúng rồi, chị nghĩ thế. Đây em chia sẻ câu chuyện thực tế của em luôn. Là em nghĩ là thực tế chia tay xong làm bạn là bình thường. Nhưng mà thực tế nó không bình thường với mối quan hệ người yêu mới của em. Và em thấy ai cũng vậy chứ không phải riêng cá nhân ai. Có nghĩa là người ta cảm thấy là hoài nghi và người ta không cảm thấy không tin tưởng mình. Và người ta luôn có một cái sự dè chừng. Và mình cảm thấy rất là mệt mỏi với mối quan hệ đó. Và ngay cả cái bạn người yêu cũ của em với mối quan hệ kia cũng vậy. Bạn nữ kia cũng cảm thấy khó chịu với em. Thì làm sao mà mình làm bạn? Mà làm bạn thì dĩ nhiên phải nói chuyện. Mà nói chuyện thì sẽ gây ra hiểu lầm. Mà hiểu lầm là gây ra xích mích. Nên thành ra cái chuyện mà làm bạn với người yêu cũ nó rất là khó. Có thể là ở một cái mức độ quan hệ xã hội thôi, chứ không thể nào mà làm bạn mà nói chuyện với nhau rồi đi chơi chắc được. Chắc chắn cái chuyện này là rất là khó. Rất là khó. Thực ra đối với em thì cái chuyện mà làm bạn với người yêu cũ em thấy bình thường. Có nghĩa là bản thân em cũng thấy bình thường. Và nếu như mà người yêu của em làm bạn người yêu cũ em cũng thấy bình thường. Em cũng đang làm bạn với một người yêu cũ. Và cũng 8 năm rồi em cũng không hiểu tại sao nữa luôn. Nhưng mà hồi đấy thì bởi vì hai bên gia đình không thích nhau. Và lúc đấy em chỉ mới có 19 tuổi thôi. Em không có dám gọi là đấu tranh cho cái tình yêu của mình. Nhưng mà đến giờ phút này cứ bao nhiêu lần em nói chuyện lại là y như rằng từng đấy lần bạn ấy yêu em lại từ đầu. Em không hiểu tại sao lại như thế nữa. Bởi vì người đấy là tốt với em, cho nên là em không bao giờ em từ bỏ đi cái mối quan hệ đấy. Mà chỉ khi nào người ta có người yêu á thì mình không nói chuyện. Còn nếu như mà họ không có người yêu hay như thế nào đấy ấy, thì trong cuộc sống mình vẫn chia sẻ và mình vẫn giúp đỡ người ta. Nói chung là giúp đỡ trong cái mà mình có thể. Và cuối cùng thì chốt lại thì có suy nghĩ như thế nào về làm bạn với người yêu cũ? Chắc chắn là
nếu như mà hai đứa thương nhau, có một khoảng thời gian đẹp với nhau nhưng mà không hợp với nhau nữa, chia tay thì có thể làm bạn thôi. Nhưng mà chỉ không thể làm bạn trong trường hợp là thứ nhất là bạn kia còn thương mình quá, người ta gặp mình là người ta lại bắt đầu bồi hồi cảm xúc lên, sẽ rất là khó làm bạn và sẽ có rất là nhiều vấn đề tiếp theo. Thì mình sẽ cho một khoảng thời gian ngăn cách để cho cái tình cảm bạn đó nó từ từ nó vơi đi, bạn cũng có thời gian đi tìm hiểu cái mối quan hệ khác, rồi sau đó mình lại làm bạn tiếp cũng được. Thực tế là sao vẫn đang làm bạn với người cũ và lâu lâu hai đứa vẫn đi chơi, mặc dù ảnh nhìn cũng còn rất là ngon nhưng mà không làm bạn thôi. Ngon ngon lắm, cao ráo tướng tá. Bởi vì em yêu toàn những người mà kiểu nhỏ tuổi hơn ấy, thì khi mà chia tay thì người yêu mới của họ cũng không thích hay như nào đấy thì không thể làm bạn thôi. Thật sự đối với góc nhìn của em là bình thường, nhưng mà tại vì em thấy là khi mà em bắt đầu có mối quan hệ mới, đừng có lo lắng nữa, thử đi. Em thử và em cảm thấy em rất là mệt mỏi cái việc phải giải thích với người yêu mới. Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại về cái người yêu mới. Tại vì một cái người trẻ văn minh, người ta sẽ để cho cái không gian riêng cho cái người yêu của mình, họ có những cái mối quan hệ khác. Đôi khi không phải là bạn bè nữa, đôi khi cái người cũ mình làm đối tác, làm ăn mình để ra tiền cho mình, sao không lẽ bây giờ họ cấm không cho gặp nữa. Thông qua chương trình trước máy quay, trước hàng triệu khán giả thì thật sự ra mình có lỗi thì mình sẽ nhận lỗi. Đúng rồi. Và tâm lý con người thật sự rất là phức tạp, đặc biệt là trong chuyện tình yêu. Thì đến kẻ chạy đi không ai đến người chạy lại. Em đã trở lại và đề nghị một mối quan hệ nghiêm túc với anh, có nghĩa là thực sự ở thời điểm hiện tại em đang nghiêm túc với mối quan hệ này và hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ được một mối quan hệ đẹp. Nói chung sẵn đây cho Sa chiếm xong tại vì Nam Anh đã nói lời xin lỗi, thì tới đây thì Sa cũng nói lời cảm ơn. Cảm ơn với người yêu cũ mà đã luôn đồng hành cùng với Sa. Vậy hôm nay là bữa ăn để chia như là hình luôn. Thì cảm ơn anh. Thì em không biết là em cũng không tìm hiểu là sau khi chia tay là anh có quen ai không. Em thấy hồi là anh không quen ai hết, cho tới bây giờ cũng mấy năm rồi, nhưng mà anh vẫn hay hỏi thăm nhắn tin và chia sẻ những cái lúc mà em khó khăn, và cũng gặp rồi cho em đi chơi vòng vòng này nọ. Mặc dù cái mối quan hệ của mình bây giờ chỉ là bạn bè, nhưng em vẫn cảm thấy được cái sự ấm áp từ hành động, lời nói cũng như là ánh mắt của anh dành cho em. Và em mong là ok, mình không yêu nữa, nhưng mà mình sẽ yêu nhau như là những người bạn của nhau, có thể trở thành tri kỷ cũng được. Cảm ơn anh rất nhiều. Mới có cái bài là tri kỷ đó. Đúng rồi. Còn anh thì... Ủa, còn hai người này có muốn nhắn gửi gì không? Không, tôi không mua mấy người. Nhắn trực tiếp luôn. Còn anh có nhắn nhắn gì không? Thì qua cái chủ đề lần này thì riêng cả nhà Phước cũng nghĩ á, thì chia tay xong làm bạn với người yêu cũ nó không có gì là xấu cả. Nó vẫn rất tốt nếu như cả hai còn tôn trọng nhau, còn muốn chia sẻ hay những cái muốn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ở đây là bữa ăn chiên đúng không? Bữa ăn chiên. Ok, bây giờ chúng ta không cần phải làm cái này đâu mà cho anh tri ân luôn đi. Không, mình phải chơi game. Bây giờ là cái phần game đặc sản của chương trình Giải Mã Tình Yêu, là chúng ta sẽ review món ăn ở đây. Mình nêu lên cảm nhận của mình, đồng thời mình cũng sẽ đoán giá tổng giá trị bữa ăn ngày hôm nay là bao nhiêu. Thì ai là người đoán cái giá mà cách xa nhất thì là bị thua. Thua thì sẽ phải trả tiền hết luôn. Ok, mọi người đã ghi xong rồi. Thì chúng ta bây giờ sẽ nêu lên cảm nhận và giá. Thì bắt đầu Linh trước đi, Linh nêu trước đi. Em thì em thấy là món ăn ở đây rất là ngon. Món gì em cũng thích ăn luôn. Còn về cái câu chuyện ngày hôm nay thì đây là một câu chuyện là khá là hấp dẫn. Còn giá cả cái bàn này thì em nghĩ là khoảng 1 triệu. Chị thì chị thấy đồ ăn ngon, trình bày rất là ok, và chị nghĩ là giá là 600.000. Chị trả là cái giá sốc rồi này. Cái này là hơi sốc. Không, chị nghĩ là đúng quá nè. Không, chị nghĩ là đúng. Chị đồ ăn là đây. Cái chắc rồi. Không, em đâu, giá đi đâu, chị đâu, giá châu đâu, đâu là em. Em cảm thấy cái buổi hôm nay rất là thú vị. Yeah. Với cái câu chuyện mà chàng trai mang đến. Rồi giá là nhiêu? 2 triệu ạ. 2 triệu. Dạ. Sa ha. Ok, thì đồ ăn ở đây bị dễ ăn, trình bày cũng bắt mắt. Và sao thấy buổi nói chuyện hôm nay thú vị, cái chủ đề bạn mang đến rất là thú vị. Một trong chủ đề mà sao thích trong cái chương trình này.
và cái cảm giác hôm nay những người ngồi ở đây rất là chân thành. Và giá đưa ra là cũng là 1 triệu. Ok, Thái Phước. Thì hôm nay là một buổi trò chuyện rất là vui và đồ ăn ở đây bắt mắt. Và mình xin đoán giá bữa ăn này có giá là 1.050.000. 50.000 tiền diễn đâu mà chọn. Rồi tính tiền em ơi. Đưa cho chị này đi, chị tính là cái chắc rồi. Nhiều khi cơ. Nhiều nhiều. Cho mấy cái bia. Nhiều vậy. Ok. Rồi kết quả là 457.000. Sao rẻ không ai nói chưa sốc chưa 457.000 chưa chuyện gì xảy ra vậy em? Kinh nghiệm đi ăn rồi, kinh nghiệm đi ăn tôi tất cả chài cái ông chủ hàng chơi tôi rồi đập tôi cái giá này bây giờ ông để cái giá này cho tôi chặt tiền đây là tôi còn vừa lên rồi đây nãy giờ đã rồi vậy là cái chương trình này một món chưa tới 100.000 quá sức rẻ luôn không nhưng mà em nghĩ ở Sài Gòn Nam Anh ơi nhiều cửa hàng giá ổn nhiệm vụ là của em để em rửa chị nhiều lắm nó chịu có chơi có chịu không có biến mất đi.